Và ngay bây giờ, chúng tôi xin phép được mời quay trở lại sân khấu top 10 xuất sắc nhất của đêm này. Dạ vâng ạ. Trước khi chúng ta cùng quay trở lại với top 10, để chúng ta sẽ cùng đến với những phần công bố kết quả tiếp theo. Quý vị có mong chờ gì không ạ? Quý vị có muốn được giao lưu với quý vị khách mời nào ở dưới hàng ghế đại biểu của chúng ta, hay là chúng ta sẽ cùng giao lưu với ban giám khảo quý vị nhé? Dạ vâng ạ, ban giám khảo của chúng ta ngày hôm nay đã phải làm việc, phải nói là vô cùng cật lực để có thể lựa chọn ra những kết quả xứng đáng nhất và chính xác nhất, phải không ạ? Chúng tôi rất muốn lắng nghe một chia sẻ đến từ đại diện của ban giám khảo của chúng ta về những phần thể hiện của các thí sinh trong đêm nay, được không ạ? Dạ, xin mời Hoa hậu siêu mẫu Minh Tú ạ. Tự hào bởi vì khi mà mình thấy được một cái thế hệ trẻ thể hiện ở trên sân khấu cũng như bản lĩnh của một người phụ nữ, mỗi người một màu sắc, và truyền cho Minh Tú rất là nhiều những cái năng lượng tích cực. Cho nên là mình ước gì á là mình còn trẻ lại để có thể cháy trên sân khấu của Miss Grand Việt Nam. Xin được cảm ơn Hoa hậu siêu mẫu Minh Tú với những chia sẻ cũng rất là cảm xúc. Và cũng một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các thành viên của ban giám khảo ngày hôm nay đã làm việc hết sức mình để có thể giúp cho chúng ta tìm ra kết quả cuối cùng, quý vị nhé. Còn bây giờ thì thưa quý vị, top 10 của chúng ta đã quay trở lại sân khấu. Và bây giờ cho phép chúng tôi xin được mời ban thư ký sẽ cho chúng tôi kết quả của giải thuyết trình về hòa bình, cùng với đó là kết quả của top 5 chung cuộc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ biết được 5 cô gái xuất sắc lọt vào top 5 cuối cùng của Miss Grand Việt Nam 2022. Và kính thưa quý vị, trước khi đến với kết quả top 5, chúng tôi xin được công bố giải thuyết trình về hòa bình cho thí sinh có phần thuyết trình về hòa bình tốt nhất. Xin được chúc mừng thí sinh nhận giải thuyết trình về hòa bình sẽ là thí sinh nào ạ? Xin được chúc mừng thí sinh Đoàn Thiên Ân, số báo danh 369. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Hoàng Như Thảo, Cluster Marketing Manager, Wing Hotels, đơn vị tài trợ lưu trú, sẽ lên sân khấu trao cúp và Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh, trưởng ban giám khảo Miss Grand Việt Nam 2022, sẽ lên sân khấu trao sash cho người đẹp đạt giải thưởng giải thuyết trình về hòa bình. Một lần nữa xin được chúc mừng Đoàn Thiên Ân đã xuất sắc đạt được giải thưởng giải thuyết trình về hòa bình mà top 10 của chúng ta vừa được thể hiện ở trên sân khấu của chung kết Miss Grand Việt Nam 2022. Cảm ơn bà Nguyễn Hoàng Như Thảo và Hoa hậu Hà Kiều Anh. Xin được chúc mừng thí sinh đã đạt giải thuyết trình về hòa bình, Đoàn Thiên Ân. Và kính thưa quý vị, trên tay của chúng tôi đã có kết quả top 5 chung cuộc của Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Xin được công bố các thí sinh lọt vào top 5 chung cuộc. Xin được chúc mừng Miss Grand Quảng Trị Trần Nguyên Minh Thư. Xin được chúc mừng Miss Grand Thành phố Hồ Chí Minh Trần Tuyết Như. Thank you.
thí sinh tiếp theo lọc vào top 5, Miss Grand. Lâm Đồng, Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Và xin được chúc mừng cô gái tiếp theo. Xin được chúc mừng Miss Grand Long An, Đoàn Thiên An. Kính thưa quý vị, chỉ còn một cái tên cuối cùng lọt vào top 5 chung cuộc của Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Sẽ lại thí sinh nào ạ? Kính thưa quý vị, 6 cô gái còn lại đã có phần thể hiện rất tốt trong đêm nay. Họ đều rất xứng đáng có được thành quả cho những phần thể hiện của mình. Nhưng vào top 5 bây giờ chỉ còn một cái tên cuối cùng. Xin được chúc mừng Ngô Thị Quỳnh Mai. Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã chính thức lộ diện với 5 gương mặt. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn 5 cô gái còn lại. Các bạn đã có một phần thể hiện cực kỳ xuất sắc trong đêm nay và hoàn toàn xứng đáng nhận được những tràng pháo tay cổ vũ của tất cả quý vị khán giả ạ.